Từ xưa từ trước đến nay nhà con luôn theo phong tục là mỗi tháng vào ngày mùng 2 và 16 âm lịch thường sẽ cúng thí thực cô hồn. Điều này đã được duy trì do khi từ khi bà con còn sống đến nay vẫn được mẹ con giữ lại. Con thấy điều ấy rơi vào tà kiến đúng không ạ? À, con xin sư chỉ dạy cho con. Con không muốn thực hiện việc này nhưng cứ bị bắt phải làm. Mỗi khi đến đám giỗ hoặc việc đốt nhang hàng ngày, con không biết họ có hưởng được thực phẩm nhang đèn và đồ ăn được hay không, nhưng trước mắt con thấy việc đốt nhang hàng ngày đã gây bệnh rồi. Con từng nói việc này với mẹ nhưng mẹ không nghe, con phải làm sao vì nhà con không có niềm tin với Phật pháp. Có những việc đó quý vị, khi mà không có niềm tin thì mình nên tùy tùy lúc tùy lúc. Có những người mà mình nhắm mình nói không được thì thôi. À, bởi vì mình không có khả năng độ thì để một cái dịp nào đó, đấy, một cái dịp nào đó là mình độ hoặc là mình tạo cơ hội. Còn cái việc mà quý vị cúng gọi là cúng cô hồn á, nó như thế này nè. Những cái loại mà thực phẩm á, thì thường thường thì những cái chúng sanh đó họ không có hưởng được. Còn cô hồn có hay không thì cái gọi là cô hồn theo dân gian á, còn theo đạo Phật Nguyên Thủy thì đó là cái hàng ngạ quỷ. Thì cái hàng ngạ quỷ đó họ hưởng không có được những cái thực phẩm mà mình cúng dường đâu, bởi vì họ chỉ hưởng được cái phước hồi hướng thôi. À, cho nên á, khi mà quý vị cúng như vậy á, thì sư có một cái lời đề nghị như thế này, đó là cái lễ vật á, nó tượng trưng thôi, nó tượng trưng thôi, không cần phải nhiều đâu. Ví dụ như tượng trưng một chút nọ chút kia vậy đó. Chứ còn nhiều nhà mà cúng cho cố, cúng cả con gà, con heo, con vịt thì nó cũng không có cần thiết. Cúng một cách tượng trưng. À, ví dụ như quý vị nghĩ thì đây là cái giữ gìn cái truyền thống thôi. Đó. Quý vị làm tượng trưng được rồi, quan trọng là quý vị hiểu được ý nghĩa. Còn khi quý vị cúng á, quý vị làm một cái chuyện như thế này, đó là quý vị làm một cái phước thiện nào đó. Ví dụ như quý vị thay gì á, ngày hôm đó quý vị bỏ mâm cỗ cúng một cái mâm cỗ là 500 ngàn, xin ví dụ đi. Quý vị chỉ cần làm tượng trưng thôi. Làm tượng trưng thôi, làm tượng trưng chừng 50 100 ngàn gì đó. Còn 400. 400 đó quý vị đi ra ngoài đó, quý vị chẳng hạn như là quý vị gặp mấy cái người ăn xin, quý vị cho họ. Hoặc là quý vị mua bánh trái, quý vị cho hàng xóm. Quý vị mua trái cây, ha, mua trái cây. Mua bánh trái gì đó quý vị cho hàng xóm quý vị, thì khi đó là quý vị bố thí, đó cũng là bố thí. Rồi quý vị đem cái phước đó đó, rồi quý vị thắp cây nhang, rồi quý vị hồi hướng cái phước, đó là cái phước mà hồi nãy tôi vừa mới bố thí cúng dường á. Xin chia phước đến tất cả chúng sanh, là những cái vị khuất ngoài khuất mặt ở quanh đây, mong cho quý vị thọ hưởng tùy ý và thoát khỏi những điều thống khổ đấy. Thì đó là một cách sư tạm cho là nó trung dung, nó có nghĩa là nó trung hòa được với gia đình và với pháp đấy. Còn cái chuyện mà nhang đèn á thì xin thưa như thế này, nhang thì bây giờ nó cũng có cái nhang sạch rồi, mà sư thấy thì cái nhang sạch á nó cũng không có, nó không có thực sự nó quá đắt đâu, nó không thực sự quá đắt đâu. Quý vị mua cái nhang sạch đó mà xài, tội vạ gì mà mình phải mua hóa chất về mình đốt lên rồi tự mình hun cái lỗ mũi của mình. Đó. Đấy, ở ngoài nó có bán, nhang sạch ở ngoài có bán. Thì nếu như mà quý vị không bỏ được cái chuyện đốt nhang thì quý vị đốt nhang sạch cũng được. Đấy, thì như vậy thì nó sẽ không có gây bệnh. Ha. Còn cái chuyện mà gia đình có không có niềm tin á, nếu như mà quý vị tạo được cái niềm tin đối với Phật pháp, đối với gia đình á, thì bản thân nó là cái điều thiện. Và xin thưa đó cũng là một cái chuyện mà quý vị báo hiếu đối với mẹ của mình ấy. Một người con mà có thể đối với cha mẹ không có niềm tin đối với Phật pháp, mà người con có thể làm cho người mẹ mình có niềm tin đối với Phật pháp, thì khi đó người con đã trả hiếu đủ cho cha mẹ của mình rồi. Còn cái chuyện mà xin thưa quý vị có nuôi dưỡng cha mẹ
Quý vị có chăm lo cha mẹ mà như là cái gì nhị thập tứ hiếu á, nó không là cái gì hết trơn á. Quý vị có hy sinh cả tay chân thân mạng này cho cha mẹ quý vị, nó không đáng gì hết trơn. Nó không có trả đủ cái hiếu mà cho cha mẹ đâu. Nhưng mà nếu như cha mẹ không có niềm tin Phật Pháp mà quý vị làm được cho cha mẹ có niềm tin Phật Pháp thì bản thân nó là quý vị đã trả hiếu đủ cho cha mẹ rồi. Ha? Nó còn hơn cái chuyện là mình lo cho cha mẹ đồ ăn thức uống rồi lo cha mẹ vật chất tinh thần nữa. Đấy, cho nên đó là cái nhiệm vụ của quý vị.